Quay quạt rồi con. Quay lại cho ba má tí nữa. Thổ Long Nguyễn, em chào thầy, thầy cho em hỏi buổi thì có nên trộn ít thảo dược cho không ạ? Dạ không nên nhé, cái này là không nên, tại vì thảo dược nó dùng cho những con chim mà đấu giàn thuần, cơ địa yếu, thể trạng không tốt thì nó là thảo dược nó sẽ hỗ trợ, còn những con chim mộc nó mới vào thì nó là cơ địa nó còn mạnh và nó không cần thiết phải bổ sung về thảo dược nhá. Buổi hay kêu quát quát là già hay non, và thông thường những con chim già thì nó sẽ có hiện đấy, bác thở nặng nhá. Chào Toàn Nguyễn, chào bác Nhĩ Hoàng nhá. Chào bác Điếu Thuốc Tàn, cảm ơn bác nha. Chào chào bác Cu Nguyễn, chào bác Nguyễn Phi Dương nha. Chào bác Nguyễn Bông, chào bác Săn Bá Bình Định, chào bác Tuấn Thao, chào bác Mai Anh Shop nha. Chào bác cuộc sống quanh ta, các cộng đoàn. Em chào thầy, chúc thầy và gia đình tôi nhiều cuối tuần vui vẻ hạnh phúc. Cảm ơn bác các cộng đoàn nhá. Anh em gặp nhau chưa biết gì nhưng mà có những lời chúc chia sẻ như vậy là quá tuyệt vời. Cảm ơn bác. Chào bác Thạch Trương nhá. Tôi là tôi. Hello em, anh là rồi nhá. Con buổi của anh để gần con siêng tắm, nó xịt nước mà nó phải tắm không? Bác kết hợp cả hai, tức là khi nó tắm bên và bác đổ ít nước thôi. Cái máng tắm của con chim mổ đấy thì bác đổ ít nước thôi, đừng đổ nhiều nhá, thì nó sẽ dạn hơn. Em mới tuyển một con mộc, nó bị vẹo ngón chân giữa, em cắt cho nó dễ di chuyển được không thầy? Có nhiều không ạ? Dạ có nhiều con móng dài quá thì nó vướng, điều này có đấy, thì bác nên xem xét, nếu mà nó dài quá thì mình nên cắt bớt cái móng. Bác Nguyễn Phi Vương, Phi Dương nhá. Chiến Nguyễn, chim ở nhà thả lực 60 nhảy cả ngày thì đánh giá được phần nào về lực nó không ạ? Vâng, những con đó thì về cơ địa tốt, còn lực thì chưa chắc nhá. Cơ địa nó sẽ tốt, những con chưa, thứ nhất là cơ địa tốt, thứ hai là bản lấy con chim nó siêng cầu, bác Chiến Nguyễn nhá, chứ còn chưa chắc con chim nó lực bền. Ok chưa? Chào bác Thắng Lê nhá, chào bác Thanh Trần, chim bà chào thầy, chào anh em Bình Phước, chào bác Vũ Nam, Nguyễn Hoàng, chào bạn nha, hôm nay mới được xem trực tiếp bạn like, cảm ơn bác Nguyễn Hoàng nhá. Chào người mới, chào bác Vũ Hiểu nhá. Happy game, anh ơi, chân song song hiếm hơn nhiều với chân chữ V đúng không anh? Chính xác, chuẩn. Điều này là hầu như thế, những con chim song song thì bao giờ nó hiếm hơn. Những con chữ V, thông thường thì những con chim đứng như V rất là nhiều. Đấy chưa? Thông thường là thế. Chào bác Lee Bad People nha. Chào bác Cử Văn. Mạnh Lê Văn, anh ơi, chỗ em có hai con lần có con hai lần lên giàn, lần đầu top 10, lần sau top 10. Giờ họ bán 3 triệu. Anh cho em hỏi có nên mua không? Giá vậy là quá rẻ. Nhưng mà bác phải xem xét, với em thì em không mua. Vâng nhá. Nếu như bản thân em thì em không mua. Còn quan trọng là cho bác, Mạnh Lê Văn nhá. Thấy chưa? Thoại Đặng đang dùng hiển một, thấy phân cũng khuôn nhưng ra dàn chơi không ổn định, nay rất lông, có nên đổi qua thì đổi ca không?
nếu mà nó phân ổn định thì bác cứ dùng bình thường, bác thử đánh nhá. Còn vấn đề mà nó chơi không ổn định hay như thế nào thì nó là do con chim, và có thể một phần là do chế độ của bác chứ không liên quan tới cám bác nhá. Chào bác Hoàng Thế Thuận nha, sao bác Bình Định. Anh cho em hỏi, em có con chim ăn cám đấu bị bể mí, vậy em hạ xuống cám dưỡng của dòng cám đó được không? Hay phải được không bác? Chính xác. Một là bác đổ xuống cám dưỡng nha, và bắt buộc bác phải thay chế độ cắm chế độ trái cây mát nữa. Thì bác phải chờ khi tai lông thì nó mới ra được. Còn đừng có nghe các ai đổ vào là nấm này nấm kia. Còn bác muốn nó ra ngay, thấy chưa? Bác muốn nó ra liền thì bác phải dùng cá xanh tia len ở ngoài tiệm thuốc hay bán nha. Bác xoan đầu cho nó, được chưa? Hường Thọ, những con đứng cổ chân về lần trước có vẻ hiếm hay dạ cũng không hiếm. Những con đứng cổ chân về lần trước thì không hiếm. Đại đa số những con bụi già thì nó sẽ có biểu hiện này bác nha. Chiến Nguyễn trùng tên. Ok bác, tên trùng tên thì bình thường mà. Giống như bác Phúc Nguyễn ở Nghệ An và bác Phúc Nguyễn ở Sài Gòn, hai người cũng là Phúc Nguyễn. Em hay nhầm với em mấy ông đấy. Dương Dương, 36 chọn lập, chào anh Đồng Hương nhá. Ok bác Dương Dương nhá, chắc sang tháng đây có gì bác inbox qua em lên danh sách cho bác Dương Dương nhá. Chào bác Nguyễn Phúc Thịnh nha. Duy Nguyễn Đức, lấy cám dưỡng lực với khoáng về mà chim mãi không thay lông, hạn sử dụng hai thứ bao nhiêu? Dạ cái khoáng thì hạn 5 tháng, còn cái dưỡng lực thì dưỡng thể thì nó là 1 năm cơ. Bác Duy Nguyễn Đức nha, thì bác ghi yên tâm. Điếu thuốc tàn, anh cho em hỏi chim em giọng không còn đang như mùa trước nữa thế nào ạ? Cái này là thứ nhất là liên quan tới 3 vấn đề nha. Khi con chim mà giọng không còn như trước nữa thì nó có 3 vấn đề. Thứ nhất là chế độ bác chăm, con chim bị suy nhá, bị suy, con chim nó ra giọng không đủ lực để nó ra giọng. Đó là thứ nhất. Thứ hai là bản thân bác chăm con chim đấy nó đang đi lệch hướng, đang lệch hướng. Đặc biệt là những cái vấn đề chế độ liên quan tới cơ địa nhá. Và đồng thời có thể bác phơi nắng quá nhiều, con chim nó sẽ bị khàn giọng. Bác đi phức tạp nhé, 3 vấn đề đấy. Chào bác Khai Lý nhá, chào bác Hiệp Lưu. Hiển, dòng hiển nên thay lông bằng dòng nào? Dạ nếu mà dòng hiển thì với em thì nên thay lông với hai dòng. Một là Thiên Điểu Ca, hai là Hiển Một. Còn các dòng khác thì bác vẫn có thể chăm lửa chăm lông được. Ví dụ tăng lực hay là bền lực vẫn chăm lông được. Thế nhưng mà với điều kiện các bác phải có tư duy và các bác phải nhanh nhẹn và nhìn nhận vấn đề khi có chuyện thực tế bác nhá. Phóng Phạm Văn, anh ơi, cho em hỏi có người chơi lồng nhẹ, có người chơi lồng nặng là làm sao? Ok bác Phạm Văn, em sẽ trả lời câu này cho. Về cái form dáng lồng thì rất ít người quan tâm tới điều này. Rất ít người quan tâm tới điều này. Thế nhưng, đây có một câu hỏi rất hay và em sẽ hỗ trợ cho anh em về cái câu hỏi này nhé. Một số người thì chơi lồng nhẹ và một số người thì chơi lồng nặng. Và cái vấn đề nặng nhẹ ở đây đó là cái khẩu vị của người chơi. Ok chưa? Tức là cái lồng nặng và cái lồng nhẹ đó là khẩu vị của người chơi. Đấy chưa? Nhưng để mà con chim an toàn hơn, hiệu quả hơn và ổn định hơn thì bao giờ cây lồng nặng nó sẽ đạt tiêu chí chuẩn hơn. Được chưa? Đó. Cho nên lý do làm sao mà tất cả những cái lồng mà những cái lồng ví dụ như là thuộc dạng cầu kỳ, người ta mang một thương hiệu thì bao giờ cái lồng đấy nó sẽ có phần đầm tay hơn và nặng hơn so với những cây lồng nhẹ các bác nhá. Và những cây lồng nhẹ thì các bác biết rằng rất khó để mà đi thi đấu. Vì sao? Vì những cây lồng nhẹ khi mà chim thi đấu mà đặc biệt là nó hay bị lắc lồng có gió, thấy chưa? Nó lắc lồng là một. Thứ hai nữa, những con chim mà chạy cầu và lật cầu thì nó cũng sẽ gây ra lắc lồng. Thì con chim nó sẽ nhiều lúc nó sẽ bị trượt giò. Nhiều con chim sẽ bị trượt giò và rất dễ bị hạ oan ở cái vấn đề này. Đúng không ạ? Và một số nghệ nhân chơi con chim không ai hiểu ra vấn đề này và hay nghĩ là con chim mình nó trượt giò, nhưng không phải. Tất cả những con chim vấn đề mà trượt giò ít khi là do con chim cho nhảy, mà đại đa số là do cái form dáng cây lồng và cách bố trí cầu không phù hợp. Đâm ra con chim có con thì nhảy hụt chân, có con thì nó lại trơm về trước. Đấy,
Vì sao? Vì khi cái con chim nó nhảy, nó đấu nhiệt thì cái lồng nó lắc và nó sẽ dễ cho trường hợp bị chim bị trượt giò. Thế cho nên là về ưu điểm thì cái lồng mà đầm tay nặng hơn thì nó sẽ có ưu điểm rất là nhiều và chơi chim rất ổn định nhá, chơi chim ổn định. Còn những cây lồng nhẹ thì đại đa số là một số anh em chơi dòng chim nhỏ, ví dụ như là chim khuyên hay là út mật thì anh em chơi lồng nhẹ thì được nhá. Ok chưa? Chứ còn những cây lồng mà đầm tay lồng nặng, chim lồng nặng thì bao giờ nó cũng sẽ có ưu nhiễm hơn, tức là cây lồng nó sẽ ít bị lắc hơn. Đấy chưa? Ít bị lắc hơn. Thứ hai là khi mà con chim chơi thì nó sẽ an toàn hơn. Cái lồng nó không lắc thì con chim nó an toàn hơn. Đấy chưa? Đấy. Chim gần xong lông cho ăn thảo dược được chưa? Chưa vội bác Lâm Caro nha, chưa vội. Khi nào con chim mà nó vào độ lửa, bắt đầu bắt đuôi lửa, tức là bác thảo lực ấy, thì lúc đấy thì bác cho ăn thảo dược nha. Chào bác Quốc Vĩ Hồ nha. Bác trả lời chim chưa bác? Mít bị rè nhơi. Ủa, chắc là do này em để đây nó hơi gió. Chào bác Dương Trần nha. Anh em bấm like cho em với, bấm like cho với 223 người mà có 83 lượt like. Hà Hoàng, bác cho em xem bộ cống niu. À đây, cống niu đây. Đây, đây là cống niu này. Có bác chờ em nữa nha, em lấy bộ cống niu cho các bác xem cái. Đây là form dáng niu này. Thấy chưa? Cái form này em chỉ có dáng niu và dáng chum thôi. Đây là form dáng mà em thường xuyên dùng cho các chiến binh. Được chưa? Đấy. Miệng kẻ vàng 24K và men ngọc xanh nhá. Đấy, ok chưa? Rất đẹp. Và tất cả những cái form dáng này là em thiết kế lại nhá. Cầu treo và cầu mây loại nào tốt anh? À, loại nào cũng tốt cả bác chỉ đấy, nhưng mà mỗi cái cầu nó có ưu nhược điểm khác nhau và quan trọng là phách có gì mà chơi nhá. Thức Lâm chào bác. À, cho em hỏi, em đổi cám được 1 tháng rồi mà giờ chim uống nước nhiều không ăn cám, với chỉ ăn 1-2 hạt một lần, đổ cám mà đổ cám nam phở vào một ngày ăn liên tục mỗi lần 4-5 hạt. Vâng, tức là nó lại ăn cám nam phở nó hợp đấy bác Thức Lâm nhá. Thấy chưa? Thầy cho hỏi nơi nuôi mát hơi ẩm có ảnh hưởng tới độ lửa không thầy? Ảnh hưởng rất là nhiều, không đúng nhá, ảnh hưởng rất nhiều. Con chim nó dễ bị ho và lồng hay bị ẩm mốc nha. Cường Lâm thảo dược như bình anh, dạ 125.000 bác nha. Phúc Nhĩ Khang, em nghe nói chim bị bể mí mất cốt chơi không bền anh, dạ thông thường là như thế bác Phúc Nhĩ Khang nhé, thông thường như thế chứ còn chưa chắc có con nào cũng bị thế đâu. Có con vẫn chơi bình thường nhưng mà cũng có con bị, nhưng mà thông thường nó bị thế nha. Thắng Lưu em vào lại luôn cho nóng. Cảm ơn bác Thắng Lưu nha. Chào bác Văn Trần Thành. Cô Vĩ Hồ, anh nhận chim được rồi, nhìn lanh chim, cảm ơn. Ok bác Vĩ Hồ nha. Ở đâu có giá rẻ thế phải không? À, thế mà hôm qua ông gì? Ông Hoàng Vũ à? Ông bảo mình vào mình bán chim, chán thật. Lê Phát Pipo, bác ơi chăm lông thì hiển một với dưỡng thể 50-50 và trộn thêm khoáng là ổn thôi nhỉ. Ui giời, tuyệt vời luôn nhá. Ok luôn. An Nguyễn Thành, chim nhà họ hót giá ầm ầm, về nhà em không hót, kè không chơi, có phải lạ chỗ và chim đấy có phải nuôi từ mái trắng liền không anh? Vâng, thông thường như thế. Bác An Nguyễn Thành nhá, thông thường thôi chứ còn không chắc chắn là 100%, tại vì có những con chim nó sẽ có biểu hiện này. Thấy chưa? Có những con chim không có biểu hiện này và thông thường những con chim có hai vấn đề. Một là chim lỡ lên, hai là chim không có tố chất. Được chưa? Về nhà bác chim nhà quát nạt, không có bản lĩnh dám chơi nhá. Chứ còn những con chim mà có bản lĩnh về nó quạt ngay, bác không tin em nhá. Bác cứ hỏi bác anh em, một số anh em bắt đơn giản nó con mộc dở thôi chứ chưa nói chim thi. Thấy chưa? Mẹ về lạ nó quát đùng đùng liền, đúng không ạ? Hôm nay kênh không thấy thông báo chú lên. Ủa, bác xem lại về cái thông báo thì bác mẹ ngồi lấy. Chào bác Phi Bạch nha, chào bác Kiệt Cao. À, cái này thì bác phải nhiều tiếng ho, bác Bảo Nguyễn nhá, tức là con chim ho nó không thường xuyên,
nhưng thấy xù và có dấu hiệu bỏ cám thì đó là những con chim ho do nguyên nhân bị trúng gió. Đấy bác nhá. Cái này thì bác bắt buộc bác phải chủ thuốc ho gấp, còn nếu không thì nó sẽ bị suy chim và nó bị chết. Đấy bác Bảo Nguyễn nhá. Quang Dương, chim em trước ăn hiển 1 giờ ăn thiên điểu ca bị bể mí là sao anh, xin cách khắc phục. Dạ, cái vấn đề thế này. Bất kể là một dòng cám nào nó cũng sẽ không được yếu tố 100% được, và nó chỉ đạt tối đa và không thể đạt 100%. Và vấn đề này có thể là nguyên nhân trước khi ăn cám hiển nó đã bị nó đã ngấm cám mà nó bị chứ còn chưa chắc là đã qua thiên điểu ca nó bị. Tại vì nguyên nhân con chim mà nó bể mí là nó phải gần một mùa thì nó mới sẽ bị tình trạng này, bác Quang Dương nhá. Cho nên bác phải xem lại về cái vấn đề là có chính xác là bị từng dòng cám nào bác nhá. Chào bác Phong Nguyễn nhá. Việt Đỗ, anh cho hỏi con bổi em thả lồng lực thì không ngửa mà cho vào lồng nhỏ nhát người lại ngửa. À, tôi biết đó là bình thường. Bổi thì con chim nhát thì con nào mà chả thế, nó hay bật lên là bình thường nhá. Tất nhiên là không phải 100%, có những con nó nhát cho nó sẽ bạ ngang, nó chui đầu thì không có bị. Nhưng mà có những con chim nó giữ được đầu, tức là nó khi mình cầm một cái lồng hay nó sẽ ngửa thế này, nó bị là bình thường, bác Việt Đỗ nhá, không sao. Quốc Nguyễn Ngọc, em đặt hai gói dưỡng thể mà không thấy bác trả lời. Đây số điện thoại đây bác này, em ghi màn hình như này. Bác inbox qua đây, bảo vệ em rep cho nhá. Chim ăn ít cám phải làm thế nào để khắc phục bác ơi? Những con chim ăn ít cám thì nó có hai vấn đề nhá. Một là một cái nết con chim, những con chim nó ăn ít cám nhưng ăn trái cây nhiều. Được chưa? Bác Tiểu Phan nhá. Thứ hai là dòng cám con chim không thích ăn, điều này rất có, cho nên bác phải xem cái này nó thuộc về cả tư duy, chứ còn không có cái khắc phục được đâu, chỉ có hai phục đấy thôi. Bác Tệ Phan nhá. Đúng rồi bác Vi Dinh Hoàng, tức là bác mở lồng ra mà thấy lông cánh lông mình đụng ra dai á là nó báo lông, nó bị đổ lông đấy, sắp đổ lông rồi nhá. Cảnh Hà Tĩnh chim, chứ Cảnh Hà Tĩnh đấy. Thầy ơi em muốn mua khoáng và thầy mua đâu? Đây số điện thoại đây này. Anh em xem ghim số điện thoại to đùng em ghim cái này mà vẫn bảo không biết đi tìm đâu nữa. An Thành Nguyễn, đúng rồi anh, về nó kêu nhẹ cái chim nhà hót inh ỏi hết liền. Ta thế. Chuẩn luôn thầy, bổi về treo ra quát ầm ầm. Đấy ông qua núi này, Ngựa Hoang là mình tuyển cho han chim. Thấy chưa? Chim đổ lông nhiều, em trộn 70 dưỡng thể, 30 năm ở nắng có ổn không ạ? Bình thường bác Bạch, ổn định luôn nhá. Quang Dương, ok thầy, ok bác nhá. Chào bác Duy Móm nhá. Anh em bấm like cho em cái nhá. Bấm like cho em với. Vùng quê Bình, em chào bác. Bác cho em hỏi chim em thay lông khoảng 80% lông rồi. Nay em tắm chim dọn lồng vô tình làm gãy mất vài cái nan, em đổi qua lồng khác liệu ảnh hưởng gì không đến con chim ạ? Không nên đổi lồng ngay lúc đấy bác nhá. Cái này gãy nan thì cũng đơn giản thôi, các bác cũng đừng phải vội sửa. Bác lấy cái băng keo ấy. Được chưa? Bác lấy cái băng keo bác quấn lại là con chim nó không thể sống được. Đấy, bác cùng quê Bình nhá, đừng vội, cái con chim nó đang 80% lông, không nên đổi lồng nhá. Đấy. Ui rồi, những con đấy thì bác nên giữ và đào tạo, bác Tư Lâm nhá. Những con chim mà ở nhà lật cầu mà sục sạo mà có bị biểu hiện ngoái ấy thì bác nên giữ và đào tạo nhá. Đấy, không cần nói nhiều. Bác Tư Lâm nhá, không cần nói nhiều, nên giữ đào tạo. À không, những con chim ngoái thì không cách nào trị, bác xin lê nhá. Không nào gì đâu. Chẳng qua đổi lồng đổi cầu thì nó hợp thì nó đỡ hơn. Thế nhưng mà con chim ngoái ở nhà thì các bác đừng quan trọng, cái quan trọng là dàn có đủ bản lĩnh để thể hiện hay không, được chưa? Chào bác Nghĩa Văn, Ngựa Hoang Phố Núi, thầy gửi đơn cho em cho thầy, vừa gửi hồi chiều nay rồi, Ngựa Hoang Phố Núi rồi, gửi hồi chiều nay rồi, yên tâm nhá. Liên Nguyễn, chào em, cho anh hỏi khuyên nên tắm vào khi nào trong ngày, cảm ơn. Dạ nếu con khuyên thì em khuyên bác là anh em, không biết là anh em có chơi khuyên nhiều hay không, nhưng thời xưa em chơi khuyên ấy thì em hay tắm vào cái giữa 2 giờ chiều là thời điểm con chim dễ tắm nhất nhá.
Quốc Nguyễn Ngọc, em chuyển khoản luôn được bác. Dạ ok bác Quý Quốc Ngọc nhá, để mà vậy em rep cho. Thầy chỉ cách tăng sức đề kháng cho chị Minh Thầy có hai cách, bác Bảo Đức nhá. Cái vấn đề tăng sức đề kháng, anh em biết rằng đó là đầu tiên phải là thực phẩm. Thực phẩm đây là gì? Đó là cái chế độ trái cây, được chưa? Đầu tiên phải nói là trái cây. Còn cám thì quan trọng nhất là con chim ăn vào đi phân ổn định là được rồi. Thế nhưng mà các bác muốn tăng sức đề kháng lên, đó là về phần trái cây. Thứ hai nữa là thực phẩm chức năng. Đấy, có thể là vitamin nano, được chưa? Thì các bác kết hợp với hai dòng này. Còn trong quá trình chăm vitamin nano mà chăm lửa thì các bác kết hợp với thảo dược, thì bao giờ con chim nó sẽ có sự sung mãn cao hơn. Đặc biệt là khi vào mùa lông, các bác nên cho ăn trứng kiến và dế nhiều nhá. Đấy, đó là hai thực phẩm mà nó sẽ tăng cái đề kháng rất nhiều. Nó còn nhiều anh em bây giờ là suốt ngày lạm dụng vitamin này, vitamin kia, lạm dụng rất nhiều, con chim nó bị vọt lửa. Thứ hai nữa ấy, là các bác biết các bác rằng để mà cân bằng được dưỡng chất của một con chim không ai làm được hết. Đấy, bản thân em đây không ai làm được. Đấy, em nói thật đấy. Bản thân em đây là cái thằng gọi là có chuyên môn về chim trào màu đấy, nhưng mà bản thân em cũng không bao giờ cân bằng được cái sức đề kháng của con chim. Chẳng qua ấy, là mình chăm, mình chơi rồi mình cảm nhận rồi mình tự hiểu thôi. Anh chưa? Tự hiểu theo cái con mắt mình nhìn vào ở con chim đấy. Anh chưa? Chứ còn đừng có ông nào nói phét bảo là dùng cái này dùng cái kia là tốt cho chim, chắc thì đã tốt. Đúng không ạ? Chắc thì đã tốt. Em nói thật các bác đây, các bác bây giờ chỉ cần đau bụng thôi. Em không cần nói nhiều. Các bác ra bệnh viện nó cũng phải xét nghiệm. Đúng không ạ? Rồi nó mới biết được các bác đau bụng thế nào, đau ruột thừa hay là đau cái gì, đau vân vân vào mây mây. Đúng không ạ? Hay là đau về ngộ độc thức ăn. Đúng không ạ? Đây là y học hiện đại của con người. Con chim chả có ai gọi là làm điều này cả. Con chim chưa có bệnh viện. Đúng không ạ? Chẳng qua các ông bây giờ là toàn có lạm dụng từ gà vịt rồi này kia xong rồi quay ra chim, đúng không ạ? Suy luận. Nhưng mà nói thì đúng là nó là cũng hai chân hai cánh hai đầu một mỏ hai mắt đấy. Đúng chính xác là nó gần thì giống nhau về hình dáng, đúng không ạ? Nhưng mà cơ địa nó khác nhau, bởi vì cả một giống to và một giống nhỏ nó sẽ có sự khác nhau. Chứ còn chả có ai cân bằng được vấn đề đấy nhá. Dũng 234 1234, anh mua con chim ba chung kết về mà về tay anh đi dãi không chơi thế là sao? Chim tơ lúc mua Dũng anh biết rồi. Vâng, con chim tơ bao giờ cũng thế. Con chim tơ nó vẫn là con chim hay, nhưng thông thường là con chim cầm chủ, chim tìm chủ. Có những người cầm chim tơ chơi được nhưng có người không chơi được nhá, tại vì dòng đấy là nó không có nó ít ổn định. Ok chưa? Chào mừng quý vị nhớ nhá. Vâng, bác nên sang lồng lực để chăm chế độ lửa, bác tăng độ cho nó. Con chim 90% mà nó còn ít bụng với không thấy bụi ở bố lồng nữa thì bắt đầu bác sang chế độ lực đi, để bác nuôi lửa nha. Ngọc Trai, anh cho em hỏi chim không phơi nắng liệu có lên lửa được không anh? Tất nhiên là lên lửa bình thường. Bác Ngọc Trai nhá, em đảm bảo với bác luôn, chắc chắn 100% là lên lửa bình thường, nhưng thể lực không bền. Bác nhá, thể lực không bền. Thứ hai nữa ấy là cơ địa con chim nó sẽ bị yếu dần nhá. Và anh em thấy là một số con chim mà anh em nuôi mùa lông thôi, em chỉ đơn giản là các bác nuôi chim mùa lông mà không phơi nắng ấy là chân nó sẽ bạc trắng ra, thấy chưa? Khi các bác chăm chim phơi nắng thì nó mới sạm dần con chim đôi chân lại, thấy chưa? Tức là nó bị suy chăm, thiếu nắng và nó bị suy chim và nó yếu dần, cho nên bắt buộc trong con chim nó phải phơi nắng nhưng không được phơi nhiều nhá. Chào màu là một dòng chịu nắng rất tốt nhưng không cần phải nắng nhiều. Các bác có phải cả ngày nó không chết được, thấy chưa? Miễn sao mà có đủ nước, đủ đồ ăn cho nó uống, cho nó ăn là không bao giờ chết được, thấy chưa? Chẳng qua là nó bị sốc này kia chứ còn nó bỏ chết vì nắng không bị chết được. Minh Thành, thầy trả nợ cho em chưa? Ôi trả nợ gì đấy nhở? Em tính em hay quên. Thank you.
Nghĩa Nguyễn, buổi mà cho ăn bộ ba à, còn ăn cào cào thêm cà rốt hấp mật ong, giờ về tay chăm à, đến Thái Long có lại được bộ cốt không anh? À, cái này thì em không dám nói về thương hiệu của họ, cho nên là cái này thì bác phải phải chịu khó à, khắc phục bác nhá. Nhưng mà em thì em không bao giờ em mua những con chim như thế bác ạ, bác Nghĩa Nguyễn nhá, chứ còn em không có dám nhận xét về về thương hiệu của họ. Cúp Vĩ Hồ, anh nháo hức nhận được cặp lồng vì lần đầu tiên mình chơi lồng tốt à, nhờ Lập à, hỗ trợ anh em 10 điểm. Ok bác Cúp Vĩ Hồ, tính em thế, tính em là rất là bình thường, anh em chơi với nhau là rất nhiệt tình. À, thế mà cái ông hôm qua ông Vũ Hoàng ông vào ông dám mẹ comment bậy bạ, bực cả mình lên. Chào bác Vũ Ngọc nhá, chào bác Ngọc. Ok bác Ngọc trai. Ăn dế thì để cả con hay phải cắt chân ạ? À? Dạ bác nên cắt chân đi nhá, nên cắt chân. Happy Game muốn ủng hộ anh thì có được không anh? À, không đủ kinh tế nhưng muốn có chút vì chia sẻ của anh cả. Ok bác Happy về game nhá, em bình thường ạ. Định Trần, chim không phơi nắng chỉ chơi cà phê chứ không có thi được. Dạ vẫn đi thi được chứ, nhưng mà có cái là nó không đủ lực đánh thôi bác. Chào bác Quân Lê nhá. Cú Nguyễn, à, bác cho hỏi chim em ăn cám nam niu đi phân khô nhỏ li ti, em thấy đi phân khó, em cho trái cây mát vào thì bình thường à, mà hết trái cây nó lại bị như vậy nhiều bác chỗ. Thế tất nhiên con chim chào mà là một dòng ăn trái cây, bác Cú Nguyễn nhá, chào mà là một dòng ăn trái cây, cho nên bắt buộc những con chim như vậy thì bác phải có trái cây hàng ngày nhá. Đấy, ok chưa, con bác nuôi như thế là không đúng rồi. Chim ra phân lát à, phân xanh nên dùng à, thuốc nào là hiệu quả nhất anh? Chả phải hiệu quả thuốc gì cả. À, bác An Nguyễn Thành nhé. Nếu con chim đi bình thường chỉ là phân gọi là phân xanh thôi, bác chả phải dùng gì cả nhá. Không có dùng gì cả, em bày cho. Thấy chưa? Những con chim đấy ấy, thì bác chịu khó à, là bác cho ăn chuối mà chuối chín cho em. Đừng cho ăn chuối hường nhá. Đừng cho ăn chuối hường. Thấy chưa? Ăn chuối chín mà chín vừa tới ấy. Được chưa? Đó thứ nhất. Thứ hai nữa ấy, thì bác tăng cường cái cà rốt hấp cho em. Và mỗi lần hấp thì bác không nên hấp mật ong. Anh em đừng bao giờ hấp mật ong nhé. Lấy đường phèn y tế. Được chưa? Đổ vào để hấp cho con hấp cho cà rốt cho chim. Thì bao giờ nó cũng sẽ hỗ trợ thôi là tốt. Tiếp theo, bác cứ tìm những cái quả tự nhiên. Đầu tiên là quả phèn đen. Thấy chưa? Cái quả phèn đen ấy. Thứ hai là cái quả nàng nàng. Được chưa? Cái quả nàng nàng là một sản phẩm. Và quả phèn đen là hai sản phẩm này là một dược liệu. Thấy chưa? Hai quả này đó là một cái quả dược liệu. Thứ nhất là hỗ trợ tiêu hóa cho con chim cực kỳ nhanh và hiệu quả. Thấy chưa? Cực kỳ nhanh và hiệu quả. Thứ hai nữa là đây là một dòng à, mà tạo cho con chim có thể trạng để căng lửa rất nhanh. Nhá. À, cái quả nàng nàng ấy, được chưa? Các bác nào biết quả nàng nàng thì rất là dễ, nhưng mà một số nhân không biết quả nàng nàng. Nhá, chào bác Hải Đỗ nhá. Vâng, thứ nhất là mỗi con chim nó có một cái chế độ và có một đức tính khác nhau, bác Cao Cường Đoàn nhá. Đấy, cho nên là chắc chắn về kinh nghiệm của bác thì bác chưa nắm bắt được tư duy của tiến lệ con chim. Đấy, đâm ra là con chim nó sẽ có sự mà chậm hơn. Đấy, bác Cao Cường Đoàn nhá. Đấy, tại vì trong một con chim kể cả 3-4-5 con thì bác biết là mỗi con mỗi tính, không con nào giống con nào cả. Đấy, và em đảm bảo với bác là bác đang nuôi theo parem. Đấy, và hình thức nuôi giống nhau, bác Cao Cường Đoàn nhá. Chim đi phân to thì có sao nhố? Dạ không sao. Những con chim phân to tức là những con chim đang còn yếu lửa. Đấy, bác nhá, đang còn yếu lửa. Được chưa? Và em đảm với bác là những con chim đi phân to thì những con chim đấy, cái dòng cám các bác đang chăm ấy, tức là cái nồng độ đạm hơi ít, cho nên con chim nó không nạp lửa được nhá. Trung Tống, à, nghe anh từ con chim xuống bố à, bể Mỹ ho mãn tính mà bây giờ đi thi được nhờ thuốc ho thảo dược và
cách chăm điều cám anh chị, cảm ơn anh nhiều. Ok bác Trung Tống nhá. Vậy thế anh em mình thì nó là chung niềm đam mê với nhau, chả cho nhau được gì cả, đúng không ạ? Cũng chả cho được gì thì mình cũng giúp nhau về cái kinh nghiệm thôi, cái kinh nghiệm chơi, kinh nghiệm sống và cái cuộc chơi này nó phát triển lên, đúng không ạ? Vâng, tất cả những con bổn nó đều như thế bác anh nhé, tất cả con bổn nó đều như thế. Khi con chim nó bắt chùm lại ra thì con chim nó sẽ không ngớ, nó không chơi, nó chuyện bình thường nhé. Dạ, phơi nắng buổi trưa là đẹp nhất bác Phong Nguyễn nhá. Bảo Lâm có nên phơi nắng không thầy? Bình thường bác ạ, cứ phơi nắng bình thường nhá. Trương Đình, chim ăn thảo dược có bị mấy không em? Dạ không. Thảo dược nó không liên quan tới giống như dòng cám, nó là dòng trộn mà bác Trương Định nhá. Nên con chim bể mí, có nhiều anh em là ăn cám bình thường nó vẫn bể mí mà, đúng không ạ? Cho nên là khi con chim bể mí đó là liên quan tới cám ở chế độ chăm, được chưa? Tư Nguyên Văn, quả trứng cá là không, cái quả trứng cá là khác, cái quả trứng cá là cái quả cái cây lụp sụp mình hay trồng trong vườn, được chưa? Cây đó rất là nhiều rắn và cái quả cái con đấy là cái con chóc quạch đít vàng với lại quành quạch nó hay về nó ăn. Quả rất to bằng đầu đũa ấy là khác, còn cái quả đằng nàng ấy là nó nhỏ, nó giống như cái quả gì bác để em nhớ xem nào, nó chùm chùm nó mọc ở trong cái lá ấy. Còn cái quả trứng cá là khác quá nhá. Huy Hùng, thầy ơi con Phú Thọ em giật cả với 2 tiếng ngọt lịm, em định thứ hai cho được 300 lần. Ôi dở uy tín nhỉ, chết dở ơi. Ồ, dở, chết dở chứ giỡn nè. Chúc mừng bác Huy Hùng nhà bác Phôn nhá. Tả nhị ra, tẩy run sán cho chim thời điểm nào là biết bao nhiêu? Dạ, khi con chim bắt đầu hoàn thành bộ lông, tức là khi thả lực là thời điểm hợp lý nhất nha. Chào bác Việt Nguyễn nha. Chào bác Vũ Thúy. Vâng, bác nên tập cho nó ăn, bác Minh Nguyễn nhá, nên tập cho nó ăn. Dạ, gần đủ đó bác Dương Trần ạ. Vâng, những con chim mà không ăn cám ít thì bác nó bỏ cám ấy thì nó thể lực nó yếu và nó suy chim. Bác Việt Đỗ nhé, thì cái này bác phải từ từ và bác tập nó lại, chứ còn nó không thể một ngày một hai được bác nhé, không thể một ngày một ngày hai được đâu. Dạ, thằng em bảo đưa nên cho em chăm mà em nghe nó tả nghe giật mình, sợ nó chăm cũng không uổng công chứ không tiền bạc gì. Ok bác Nghĩa Nguyễn nhá. An Nguyễn Thành, quả nàng nàng là nó như chùm nho chín đen đấy phải không? Chính xác chuẩn luôn nhá. Quả đừng nàng nàng nó ở rừng già nhiều thầy nhỉ? Đúng rồi, rừng già cũng có mà các sườn đồi núi ấy, các quả đồi ấy hay là các cái cồn ấy nó hay có nhá. Tín Phan Chanh, chào mà lâu lâu rải mỏ có bị gì vậy? Dạ nó bị sổ mũi, bị ho đấy bác cái Tín Phan Chanh nhá, điều trị cho nó nhá, mũi ho để điều trị cho nó. Happy Game, anh có chọn buổi hội không ạ? Em nhắn Zalo không được rep. Dạ có, em sắp đi tuyển hộ buổi hội cho anh em đấy. Zalo của bác tên gì thì bác Happy Game, em bác nói Zalo để em bảo vệ em rep cho nhá. Chào bác Lương Ai nhá. Anh em bấm like cho em cái nhá, bấm like cho em với. Đang ăn hiện 1 giờ cho ăn thân sang thi đấu cá đấu được không bác? Dạ nếu mà chim đang đấu bình thường mà chưa tụt lông thì bác đổ bình thường bác ạ nhá. Vũ Nam, ăn quả dướng có tác dụng gì không bạn? Dạ em chả bao giờ cho ăn quả dướng cả bác ạ. Ngoài này khả năng gọi là tầm bóp anh. Ủa thế à? Nói chung là chắc cái ngôn từ địa phương thì chắc anh không biết được. Chào Bảo Nhi nhá. Bác có nuôi khuyên mà? Dạ có chứ, em có nuôi khuyên, nuôi cho vui mà. Đây hôm nay thằng em mới tặng quả lồng khuyên đang để đây. Đây lồng tàu ấy, lý chu ấy, nghe chưa? Có anh khuyên nghe mới tặng cái quả lồng này, lồng của lý chu, lồng tàu, chưa? Yeah. Bác thấy được cái nước trúc của nó này, cực kỳ đẹp.
Chào bác Trịnh Trinh Nguyễn nha. À lên dàn được, giờ thử đi bác Huy Hùng, mình giờ thử đi nhá. Chim bị cụt móng có mọc lại được không anh? Dạ bác An Thành Vĩnh, những con chim cụt móng mà nó còn cái cùi ấy, nó còn ngắn ngắn này thì có nguy cơ nó ra. Nhưng mà những con mà cụt sát thì không ra được nhá. Khuyên anh Lưu Mạnh không? Dạ em nuôi cám thường, cho nên em không có đi thi, không chơi nhiều để chủ yếu ở nhà. Cho nên không cần Lưu Mạnh bác Nhật Dung ạ. Đạt Đoàn ăn thảo dược 20 hôm được top 20 à, em ạ. À, cảm ơn em nhé. Ok bác Đạt Đoàn nhá, chúc mừng bác nhá. Đấy cho nên là cái thảo dược nó rất là hay. Nó đưa từ con chim mà sát top vào top, nó đưa từ con chim top tới vào chung kết, đó là điều bình thường. Thảo dược nó làm điều đấy, đúng không ạ? Nghĩa Nguyễn, à ông mà suy chim nghe idol mua thuốc bổ về mà em nói chim bệnh mà không nghe, nay nhắn tin kêu trúng gió mới đi rồi thầy ạ. Thế dạ thế, có mà đến cả trăm con nó còn đi, đừng nói là một con, đúng không ạ? Cho nên các idol toàn có bài đi mua thuốc thôi, toàn có bài đi mua thuốc để bán thuốc, đúng không ạ? À, nào là thuốc này thuốc kia rồi là đủ trò thành phần mây mây vào mây mây, cuối cùng chim chết là vẫn chết, tiền mất vẫn là mất, đúng không ạ? À. Chào bà Tám Thổ nha. Hải Đăng Vlog, anh cho hỏi em với, em có con bổ 9 tháng rồi, giờ thuần 80%. Ở nhà thì sục sạo ché mà em cho đi giãi treo hóng biên một lúc, sục sạo ché, em cho vào biên chơi được 3 phút em hạ. Một hai tuần sau em cho lại cũng hóng mà không chơi. À bình thường bác ạ. Con mộc nó là thế. Thấy chưa? Đó là đức đến của anh mộc. Anh chưa? Có bữa chơi có bữa không là chuyện bình thường nha. Happy Game, chim được 1 năm lồng, chân trong song à, năng sàng cầu nhưng đứng cầu cao, liệu có đi xa được không anh? Dạ, những con đó thì rất tốt nhá. À, chơi được, quan trọng là tốt chất và lực bền nó là ok. Bảo Happy Game nhá. Và những con chim cao cầu như vậy thì bác nên đánh một thằng hai góc thì nó sẽ hiệu quả hơn nhá. Xin chào nhà thông sát đam mê, chào bác Nguyễn Long nhá. Anh có con hơn 1 năm, test lần đầu được 2 tiếng, lần sau đi không chơi lần sau. À đấy là con bổi như thế, con nào cũng thế bác ạ. Đấy, cho nên em nói đầu những con bổi các bác nuôi lên ấy thì thông thường nó phải là 3 năm bắt đầu nó mới ổn định được nhá. Chào bác Dũng Nguyễn nha. Vi Dinh Hoàng, em ở Gia Lai, mỗi khi đi bẫy trào màu về thấy quả đó nhiều lắm, 27 về cho Gia Lai. Đúng rồi, chính xác. Anh em lục thủ 27 cái nó hay đeo năm quả này về đấy. Quả nàng nàng ăn rất là tốt, chim căng lửa nhá. Chim yếu chân do những nguyên nhân nào và có cách nào tồn tại? Vâng, bác Nguyễn, có 4 nguyên nhân dẫn đến con chim bị yếu chân nhá. Đầu tiên là các bác gặp phải những con chim mà nhỏ nó nhanh lên bốt mà các bác không được bốt, nó cắm xuống cái khớp chân này. À, lâu dần là nó sẽ bị cũng bị đau chân và nó yếu. Đó là nguyên nhân thứ nhất. Nguyên nhân thứ hai là các bác bố trí cầu không đúng, nó sẽ bị mài mòn cái gan bần chân này, nó bị đỏ. Thấy chưa? Nó bị đỏ. À, các bác biết thấy là nó không ốm đau, à, nó vẫn chơi bình thường, nhưng nó nhảy một chập và nó bệt cầu, nó không nhảy nữa, nó đau cái gan bần chân này. Đó là nguyên nhân thứ hai. Nguyên nhân thứ ba đó là các bác chăm không đúng chế độ và con chim nó bị suy. À, bị suy thì lâu dần là con chim nó sẽ bị cái tình trạng nó kiểu nó chậm chạp con chim, à, chân nó yếu chân cũng có. Và cái cuối cùng đó là các bác để con chim lồng ốc không vệ sinh cầu, à, nó bị dầm vào trong dầm cắm vào chân ấy, thì lâu ngày con chim nó cũng sẽ bị phù nề, à, là nó sưng cái cổ bên chân này, thấy chưa? Nó sưng cái cổ bên chân này sẽ yếu dần và nó yếu chân, bác nhá. Đấy. Phi Bạch, khu vực em chơi em thấy toàn để kiếm lợi nhuận thầy ạ. Hên em gặp thầy không là dẫm đinh quá, cảm ơn thầy. Ok bác Phi Bạch nhá. Thì em nói từ bắt đầu em live stream em nói rồi, đúng không ạ? Từ khi bắt đầu live stream, 10 ông chơi chim thì 11 ông có tâm lý buôn bán, đúng không ạ? Mua chim 10 triệu cũng ưng bán 15-20 triệu, đúng không? Mua chim 5 triệu ưng bán 10 triệu, kiểu thế, đúng không?
Bảo Nhi, em hỏi một tuần nay mà không thấy anh trả lời, em không thấy Bảo Nhi ạ. Vâng, 5 tháng mà sụt sạo thì bác cho kẹp biên được, nhưng mà đừng vội, với em đừng vội nhá. Con quỷ dữ là con chữ về đúng không? Không, con đấy song song á, nhưng mà con chim đấy là chân paragim nhá, chân paragim. À, nhìn nó như vậy. Chào bác Hiếu Tuấn Nguyễn nha. Anh cho em hỏi bộ thay lông rừng cho ăn cào cào được không anh? Dạ được, ok nhá. Này, chưa có ông nào xuống núi xuất sơn là nhỉ. Chào bác Tấn Phúc Nguyễn nha. Chào bác Thuận Nguyễn. Anh ơi, Hiển Bảo Khánh bền lực trộn thảo dược một đồng ăn. Dạ, bác trộn như thế là không đúng tỷ lệ. À, bền lực nó là một dòng cám mạnh nhá, thì bác không nên trộn thảo dược tỷ lệ 1:1, bác phải giảm lại. À, tối đa là nó 50% thôi. Bác Sơn Đình Công Sơn nhá. Đấy. Anh hướng dẫn vào lửa chim bổi ăn hạt thảo dược cộng hiển sao với ạ? Ui rồi bác Hiệp Nguyễn ơi, con bổi mà bác chơi thế này thì con chim nó hư mất, dễ hư chim bác Hiệp Nguyễn nhá. Đó, em nói thật, bản thân em là em nói thẳng luôn đó, em chẳng dâu giúp gì cả, mà bác cũng đừng buồn em, thấy chưa? Bác chơi quả này là hơi bị mạnh cho con chim quá, đâm ra con chim bổi nó sẽ bật lên ngay, nó bật lên ngay, nhưng mà về sau nó sẽ suy con chim mà nó trùng lại. Và bác cực kỳ khó khi mà thay lông, và đặc biệt là về mùa sau. Bác Hiểu Nguyễn nhá, tốt nhất là bác về cám hiến 1 hoặc là thiên điểu ca và cắt thảo dược cho em nhá, được chưa? Chim thay lông ăn quả gì là tốt nhất? Và thay lông ăn nhiều loại mà, cam này, đu đủ này, thanh long này, đấy, mướp khía này, bình bát, đúng không ạ? Ăn những quả rất tốt cho thay lông mà. Dạ, tất cả những con chim thanh long cơ địa yếu thì nó sẽ nhắc tắm là bình thường, bác bên Hà Văn nhá, không gì phải sợ cả. Ok bác Phi Bạch nha. Vào tới nhà hỏi chim thầy tuyển mua, em bảo bảo anh mua đi, em khỏi chơi. 7 triệu con chạy mất dép. Muốn chim hay mà lại muốn trả tiền à? Đúng không ạ? Vâng, do cơ địa nó chưa đạt. À, bác Sơn Lê nhá. À, bác nuôi con chim nó hơi mạnh, nhưng mà cơ địa nó chưa tốt, tức là giữa cái lực và cái lửa nó đang chưa cân bằng với nhau. Bác Trần Lê nhá. Chào bác Tài Lê. Chào, cảm ơn bác Thả Lộc nhá. Chào bác Giáp Nguyễn Văn. Bữa nào anh sâu dàn lồng của anh cho anh em ngắm đi ạ. Ui dồi, em thật đấy bác, giờ ở sâu dàn lồng của em thì thật không có mà. Nếu mà sâu hết và chắc và cả ngày chưa chắc đã hết. Đấy, em thật, mà ngồi mà bóc từng cây ra để mà sâu thì chắc cả ngày không hết được. Không hết được. Nguyễn Anh Tùng, thay lông tắm xong bị ho thì phải làm sao lập? Dạ, nếu mà thông thường con chim tắm mà các bác chim thay lông mà các bác ép tắm ấy thì nó hay bị ho. Thì những con chim mà ho nhẹ thì các bác cứ để y thay lông xong là bác điều trị. Còn nếu mà nó ho càng ngày càng chuyển biến nặng thì bắt buộc bác phải điều trị ho. Bác Nguyễn Anh Tùng nha. Anh ơi, buổi đốt lông trong Abiro ăn thảo dược được không anh? Được bác Trịnh Đình Công Sơn nhá. Được, nếu mà thay lông rừng rồi thì ok nhá. Hiệp Hiệp cho cháu hỏi, chim ví dụ chưa thay lông xong được 80% mà mình cho phơi nắng lên lửa thì bị gì ạ? À, cảm ơn. Tất nhiên là con chim mà khi mà mới 80% mà muốn lên lửa mà càng phơi nắng ấy, là con chim sẽ bị lông khô. Thấy chưa? Lông khô và sau này nó bị yếu lông, bị sơ lông. Và sau này con chim đấu nó hay xỉa ngang nhá. Thấy chưa? Và đánh không được. Ok, Hương Phú nước Cộng Hoang nha. Bốn tiêu chí thầy chia sẻ chọn mộc, đúng rồi, chân, cánh, đầu và mào, bốn tiêu chí nhá.
Bác ơi em gửi cọc bác tuyển giúp em con mộc. Ok bác, em gửi qua chị rồi. Cho em hỏi con của em, thấy nó ngáp ngáp, chép mỏ là vì sao ạ? Dạ, những con chim đấy là thể trạng còn rất là yếu nhá, rất khó chơi. Thấy chưa? Kể cả bác ra già nó có thái độ nó đấu một chập nó xìu lại, xù rũ rồi bỏ đấu. Bác Hoàng Minh nhá, thể trạng còn quá yếu nhá. Dũng Ba chào thầy, Hiền Bảo Khánh bền lực là gắn mạnh như vậy, tức là nó sẽ cái nồng độ đạm nó sẽ cao hơn các chồng khác, chứ còn mạnh thì ở đó mạnh ở đây ấy, tức là cái mặt bằng chung. À, bác Dũng Ba nhá, thấy chưa, bác có hiểu như thế. Chào bác Luật Gà nhá. Hôm trước thấy bác Vũ Tạ Cao đấu giá bác cây lồng trong buổi tập, nhìn mà mê có anh ạ. Không biết những cây lồng như vậy thì bao giờ em mới được sờ. Ui dồi ôi, có gì đâu, đơn giản, hơn chục triệu là có cái lồng sờ ngay, có gì đâu, có gì đâu, đơn giản. Tại vì những cây lồng đấy là những cái lồng thương hiệu rồi, và những cái lồng đấy thì hầu như là em không nhốt chim, và để em cũng là ao ước sau này nếu mà có điều kiện thì em làm một cái phòng trưng bày đấy. Cái phòng trưng bày thứ nhất là để tiếp đón anh em nghệ nhân, thứ hai nữa là để một nơi gọi là những anh em nghệ nhân tới thì mình có một cái nơi để mình trau dồi kinh nghiệm, mình chia sẻ vừa về chim, vừa về lồng, vừa về móc, vừa về cống, để anh em mình ngồi với nhau nói chuyện với nhau, để chia sẻ với nhau những cây lồng từ lồng bắn súng cho tới về tới lồng chạm. Đó là cái tâm nguyện của em như thế, thấy chưa. Cho nên lý do bây giờ em chưa có phòng trưng bày thì những cái lồng em hay thường là em hay đóng thùng xốp để em cất đấy. Nhưng mà sau này nếu mà có điều kiện, trời mà cho sức khỏe làm ăn tốt thì mà có cái phòng trưng bày, có cái nhà lưu niệm thì đó là cái niềm ao ước của em đấy. Văn Thành Trần, chẳng có bác Lập ơi, hôm nào cũng hỏi bác mà không được bác trả lời hộ ạ. Em không thấy bác Văn Trần Thành ạ. Huyền Phương, chào anh Lập nhé, em chạy xe mà về chưa kịp để nghe làm nghe anh truyền lửa. Đúng là đam mê vượt qua tất cả anh ấy, đúng rồi. Cảm ơn bác nhá. Thổ Long Nguyễn, mê cái lồng đen khảm trai của anh quá. Dạ, mấy cái lồng đấy thì cũng làm những bộ chủ tập đấy. Vừa rồi thì có bác Lê Ngọc Thành, là bác cũng nói và em có chia sẻ cho một cây. Chào bác Trần Định nha. Duy Nguyễn Văn, anh Lập tuyển con chim trà màu, hôm nay đi thi thử được giải ba, có người mua em bán luôn về mua xe đạp điện cho con gái cấp 3 vào A2, sướng đi học luôn. Vợ em bảo hôm nào lại bảo anh Lập mua hộ chim. Ôi dồi ôi. Duy Nguyễn Văn, cái gì mà được giá bán luôn à? Được đấy, cái đấy là bác chơi theo cái chiều hướng gọi là lấy đam mê để nuôi đam mê, đúng không ạ? Thấy chưa, bác phải nói là lấy đam mê để nuôi đam mê, và lấy ngắn nuôi dài, và lấy con chim làm nền tảng bàn đạp để nuôi tương lai con gái, đúng không ạ? Trong này mà con gái bác mà nếu mà nó thành đạt ấy, chắc chắn nó sẽ nhớ ơn bác và nó là người thương bác nhất, em đảm bảo với bác luôn. Thấy chưa, em đảm bảo bác luôn, mà chắc chắn sau này nếu nó thành đạt thì con chim của bác sau này bác có nuôi chim thì bác không bao giờ bác phải sợ mất cái thiếu cám, thấy chưa. Và em chắc chắn 100% là con gái bác sau này nó sẽ là một người lo thức ăn cho chị của bác, em đảm bảo luôn, đúng không ạ? Em là người đi tuyển chim cho bác mà bác ăn chung kết bây giờ bác bán, bác mua sẽ đập điện cho con gái thì con gái là quá tuyệt vời rồi. Và em đảm bảo rằng sau này con gái thương bác và nó sẽ là mua cám chim cho chị bác ăn, em đảm bảo luôn. Hôm nào tuyển dụng một bé được không? Dạ ok bác Đình Trần nhá, bác cứ inbox qua em lên danh sách cho nhá. Dạ không, em đi tới trại luôn bác Happy Game ơi. Mạnh Nguyễn Duy, Huy đã nhận được cám dưỡng thể cộng khoáng rồi thầy ạ. Bước đầu cho các em ăn và đợi kết quả sau một lần thôi. Ok bác Mạnh Nguyễn Huy nhá. Nghĩa Nguyễn, bác ấy sao không để kiếm cá nhất bán cho cao nhờ. Ôi dồi ôi, mỗi người một tâm lý. Đôi khi có những con người ta nghèo khó, và đôi khi là kinh tế người ta chưa cho phép đối với những số tiền lớn, đúng không ạ? Tất nhiên đó là cái cơ hội để người ta gọi là cái mong mỏi của con gái. Đôi khi đó là cái mong mỏi con gái xin cái xe nhưng người ta không có điều kiện, đúng không ạ? Em đọc được cái tâm lý của bác ấy, đúng không? Bây giờ con gái lên cấp 3 muốn cái xe đi học nhưng người ta không đủ điều kiện nhiều đấy, mà muốn đi mượn thì đi mua được cái xe, nếu bạn này đi vay đi mượn, đâm ra khi mà con chim mình được giá và mình đã nghĩ tới con gái thì điều này là chuyện bình thường, đúng không ạ? Điều đó là chuyện bình thường, chứ còn để chờ cái nhất thì nó lại cả vấn đề,
đúng không? Chả mấy khi mà con chim vào chung kết, rất khó vào chung kết đấy, không phải đơn giản đâu. Chim hay nhưng phải may mắn nữa thì mới vào chung kết được, đúng không ạ? Định Trần tài khoản cũ Phi Trần. Dạ ok bác Định Trần nhá, bác inbox qua đi rồi em lên sao cho nhá. Biên Bèo anh hỏi một con mộc bao giờ bao tiền? Dạ thông thường em tuổi để chạy làm con chim tố chất, cho cái là nó hơi nát chim thì nó tầm 5 triệu, nhưng cũng là con chim tố chất nhưng nó đẹp chim và nhìn nó thần thái, nó cứng con chim hơn thì nó từ 6 triệu cho đến 1,5 triệu bác nhá. Dũng Nguyễn thầy lập kiểu phải như Tôn Ngủ mới giúp được anh em đam mê. Cảm ơn bác nha, chào bác Dương Nguyễn. Kè chim mà nó lưu lưỡi là sao bác? Dạ tất cả những con chim kè chim lưu lưỡi đó là những con chim có nết đánh giò chim nhá, giò chim. Đấy. Hello thầy, má trắng cho ăn thì đầu ra giữa đầu thầy được được, bác Lâm Võ nha, ok luôn. Bên Hà Văn đúng chính xác, vâng, đó là cả vấn đề mà, đúng không ạ? Tại vì đam mê này thì có nhiều người đam mê nghèo khó lắm, cho nên là nhiều anh em cứ bảo là ông ấy đẳng cấp lắm, ông ấy nhiều tiền chơi chim đẳng cấp lắm, đẳng cấp cái gì? Không có tiền không mua chim chung kết, không mua về thi là chuyện bình thường, đúng không? Nhiều đương nhiên là bình thường, đúng không? Nhưng đẳng cấp ở đây á, là cái cách chơi, đấy, cái nhìn nhận, cái mà lan tỏa được, đấy, mà người khác nhìn ra được, đấy mới là đẳng cấp. Đối với em đó đẳng cấp là cách chơi của một con người, đấy mà đẳng cấp. Chứ còn nhiều tiền hay ít tiền nó là cái cuộc sống của người, đúng không? Cái cách đam mê của mọi người, nhưng chưa nói đẳng cấp được. Đẳng cấp là cách chơi. Còn không quan trọng là nhiều tiền hay tiền. Ông nhiều tiền thì ông chơi chim hay. Tôi ít tiền thì tôi chơi chim bổi. Đúng không ạ? Thế thôi. Trần Hiển, anh ơi bao nhiêu tiền một cọng đấy? Dạ từ 350 đổ lên cho đến 450. Bác nhá. Dạ em có bác tờ trùng thần anh ơi. Dưỡng 50.000 sau đấu 60.000 bác ạ. Hoa quả khi chăm lông để 3 ngày làm sao không bị thiêu hỏng ạ? À không, tất nhiên trong lồng nó sẽ bị thiêu, sẽ có, nhưng mà các bác phải hiểu rằng đây này, em sẽ bày cho các bác này, các bác phải cắm trái cây, các bác phải cắm sen kẽ, thấy chưa? Ví dụ như các bác cắm cà chua đấy, thì các bác phải có một miếng đu đủ và một miếng thanh long, thì thanh long nó sẽ không, nó sẽ ăn dần và nó ít bị thiêu, nó chậm thiêu hơn, cho nên khi miếng cà chua nó thiêu thì bắt buộc nó qua đu đủ, và khi ngày thứ hai đu đủ thiêu nó qua thanh long nó là chuyện bình thường và nó sẽ sen kẽ với nhau, con chim nó tự tìm được đấy, thấy chưa? Vâng, bác Định Trần chính xác. Tiền nhiều không phải đẳng cấp đâu, đẳng cấp là cách chơi của một con người. Thế thôi. Sang xem cây lồng của anh Vũ Tạ Cao đấu giá cây bộ sưu tập của bác mà cứ xuýt xoa nha. Ôi trời ơi, bình thường. Thấy chưa? Em lâu lâu em lấy cây ra em chia sẻ cho bình thường mà. Bác Vũ Ngọc, sao cả gì chú không biết, ước gì được như chú Lập. Ui giời, em thật đấy bác, tất cả mọi sự ngu dốt, thấy chưa? Thì khi có thành công được thì phải vấp qua sự ngu dốt và phải vấp ngã, đúng không ạ? Mà mọi sự ngu dốt vấp ngã thì đều phải trả giá bằng tiền. Cho nên em nghèo miết vì thế. Đấy, bác Vũ Ngọc nhá, em nghèo miết vì thế. Hoàng Minh, nó bị ngáp vậy thì làm cách nào hết ạ? À? Nó mới bị từ hôm qua, hôm em thử đi dàn lần đầu tiên, chơi được gần 2 giờ. À cái này thì cũng không có gì mà lo lắng nhá, không có gì nữa. Thứ nhất là bác có thể hỗ trợ cái dòng vitamin nano nhá, hỗ trợ dòng đó cho nó xem sao nhá. Thằng Vũ chào anh Lập nhá, quá chuẩn, cảm ơn bác. Tối nay có gì đấu giá không thầy? Ơ có bình thường. Các bác nếu mà bác nào thích những cây lồng băng súng nằm trong bộ sưu tập của em không? Em xách cái lồng băng súng ra đâu cho bác chơi. Đấy. Thấy chưa? Có gì đâu mà không có lồng, em không hết lồng mua rồi, hết lồng chút rồi. Các bác thích những cái lồng bắn súng không, lồng chạm thì không được, tại vì cây chạm đây là cái tâm nguyện của em, thấy chưa? Thì em không đấu giá được, đúng không ạ? Nhưng cây lồng bắn súng thì rất đơn giản, em sẵn sàng vác cây hơn chục củ ra đấu giá cho các bác ngay. Đấy. Cảm ơn bác Dũng Nguyễn nha, chào anh em Vũng Tàu. Vũng Tàu thì em là anh em rất là nhiều ấy, có thằng bạn ở ngay đường Nguyễn An Ninh ấy cũng bán sơ miêu chúng em. Bác Vũ Ngọc chú quá hay, tâm phục khẩu phục. Ok bác Vũ Ngọc nha. Dương Hồng, Lê Hồng, Dương Vũ xài nano sao chú? Dạ vitamin nano thì các bác này,
các bác cứ pha nửa cốc nước và bóp hai bóp tuyết này là được, và nên thay mới trong vòng 24 giờ nhá. Được chưa? Thế thôi. Và cháu uống từ ngày đầu tiên thì cháu uống từ 8 tới 10 ngày uống liên tục. Sau đó các bác cắt và 10 ngày sau các bác dùng lại, và nên dùng trước khi đấu giàn hoặc đi thi 5-6 ngày và cắt trước 2 ngày nhá. ABCD đi ngủ bây giờ không có tiếng nói của bác là em khó ngủ vì hay nghe bác Khánh Sky kể chuyện. Ok bác ABCD nhá. Chào bác Ngai Ngô. Nam Quang, cuộc đời của làm cha nhiều khi vất vả vì con cái mà phải hy sinh sự đam mê, đúng rồi. Cái vấn đề mà cái này thì rất ít người nghĩ tới điều này. Con cái thì người ta hay là gần gũi với mẹ hơn. Vì mẹ thì bây giờ là cũng có sự là hay nói chuyện rồi tâm sự, và cái tính nó sẽ dịu hơn là còn người cha. Người cha thì bây giờ cũng hay cáu gắt, và đặc biệt là những người nóng tính như bản thân em thế. Cho nên là con cái thì nó đôi khi nó ít tâm sự hơn, đó là chuyện bình thường. Nhưng cái sự hy sinh của mình thì ít khi nó biết, ít khi người con nó biết lắm. Chỉ những người đứa nào mà nó tâm lý hay là nó có sự nhạy bén về chỉ số IQ thì nó sẽ hiểu được đấy, hiểu như thế. Nhưng mà thông thường thì chỉ những đứa lớn cơ, các bác biết vừa rồi đấy, ở ngoài quốc oai đấy, con nó còn chém cả cha nó thì thôi chết dở, đúng không ạ? Cho nên là đôi khi là đặc biệt là hai mà giữa đàn ông với nhau mà cha con mà không hiểu tính của nhau, đâm ra bất đồng ngôn ngữ và bất đồng cái sự mà hiểu biết thì nó rất là nguy hiểm đấy. Em trai mà chém cả con ông già mình đẻ ra rồi anh trai mình đã, cho nên là chuyện nó bình thường. Nên người cha, cái sự hy sinh của người cha chỉ những đứa mà có IQ cao mà tình cảm, và đặc biệt là cái sự tư duy tốt về nhìn nhận về vấn đề thì bao giờ nó cũng thương người cha. Hoàng Quốc đưa thánh gióng mà đấu giá 20 tỷ vợ chửi cả tuần nhá. Chả chửi. Đóng cửa nhà đuổi ra khỏi nhà luôn đấy, chả chửi bác Hoàng Quốc ạ. Dạ, thông thường là em tuyển là đủ 3 tiêu chí bác Happy Game nhé. Còn một tiêu chí cuối cùng đó là các bác phải nuôi lên, đào tạo nó và xem cái lực bán được bao nhiêu thời gian nhá. Nghĩa Nguyễn, đúng là thì may mắn rất quan trọng, giống hồi giải ô tô có con chim đấu cứ trong vòng thi đấu mà tổng tài vừa bao giờ là nó rũ xỉa, nhờ vậy mới được chùm lòng rồi bác ạ. Không hay không bằng hên, đúng rồi, chỉ số nó rất là phải may mắn đấy. À đây Bảo Nhi. Ok Bảo Nhi này, tôi thấy này, dụng một lông cánh với vài lông mình cả tuần nay rồi anh ạ, vẫn chưa thấy đụng tiếp, giờ vẫn chăm bình thường hay có phải hạ cám không? Chùm lòng cái này ấy, là nó báo lông thì tốt nhất là em nên hạ cám nhưng vẫn nuôi chế độ bình thường nhá, chưa nuôi chế độ lông. À, Bảo Nhi nhá, được chưa? Tức là nó dụng lông cánh và lông mình rồi thì em hạ cám dưỡng đi, trở về cám dưỡng và vẫn nuôi chế độ bình thường nhưng đừng vội trùng lòng, được chưa? Đấy. Chào bác Toàn Hình Trọng nhá. Mai Nguyễn Thị, chào chú, hôm chú tuyển chùm anh bữa nay có thái độ rồi, anh cảm ơn chú. Ok bác Mai Nguyễn Thị nhá, chúc mừng bác. Định Trần, con vừa rồi nhờ chú tuyển hơi nhát, sáng phơi nắng nó chéo với chim thi đã ghê. Em cũng mong muốn là sang năm là những con bậc cầm tuyển là các bác, em sẽ nhận được nhiều tin vui. Tất nhiên thì không thể là 100% được đối với con bậc các bác em tuyển, đúng không ạ? Tại vì sao? Con bậc em tuyển lại phụ thuộc vào cách bác chăm, phụ thuộc vào chế độ các bác, phụ thuộc vào cái môi trường vị trí các bác đấy. Cho nên em không mong muốn được 100%, và em chỉ cần khoảng chừng 60-70% thôi, đấy là thành công của em rồi. Cái công cuộc chuyển lửa của em đã thành công rồi đấy. À, anh Hiếu, bác Lập nay có xem bài viết có chủ đề là bỏ lỗi quẹt cầu khi thi không ạ? Theo bác nghĩ thế nào? À, cái này thì để mà nói ra ấy, thì em thấy là cái vấn đề này thì cái tiêu chí của giám khảo thì bàn luận đó là vấn đề muôn thuở, đúng không ạ? Muôn thuở. Nhưng mà cái vấn đề cái quẹt cầu, quẹt mỏ như thế nào thì em thật bác, con người ăn còn quẹt mỏ mà còn phải chùi mép mà, đúng không? Con người ăn mà chùi mép, nhưng mình chùi như thế nào để cho lịch sự, đúng không? À, em sẽ nói về vấn đề này nhé. Con người ăn còn phải chùi mép, đúng không? Nhưng mình chùi làm sao để cho lịch sự và người ngoài ta ok. À, có người ăn xong là người như người Bắc mình ấy, là hay làm đôi đũa quẹt quẹt này, đúng không? À, có một số nơi thì lại lấy giấy lau, đúng không?
đấy, có người lấy bàn tay nào này, đúng không? À, rất nhiều cách để chùi mép, nhưng mà mình chùi làm sao cho lịch sự thế thôi. Thì con chim cũng thế, cái quan trọng rằng cái người giám khảo nhìn nhận ra con chim đấy, à, nó còn đấu được hay không, đúng không ạ? Quẹt cầu quẹt mõ nó phải là lỗi đâu, nó chỉ là cái điểm trừ thôi, thấy chưa? Nó chỉ điểm trừ, nó gọi là có một cái nhịp chậm, nôm na gọi là nhịp chậm. Thế nhưng mà cái quan trọng là cái thần thái, thái độ và cái con chim đấy còn đấu tốt được không, thấy chưa? À, chứ còn các ông bây giờ là cứ vịn vào cái quẹt cầu quẹt mõ để bắt, như thế là sai, không được, đúng không ạ? Chứ còn để mà bỏ thì không nên bỏ, đối với em không nên bỏ. Cái bỏ đây á, là cái bỏ về cái cổ hủ, cái bỏ về cái tư duy ông ích kỷ, ông không nhìn ra con chim thì bỏ, đúng không ạ? Chứ còn vấn đề mà bỏ ra thì hay không là vấn đề là cái tư duy của người trọng tài, đúng không ạ? Nhìn ra có những yếu cơ. Chứ còn bây giờ là chim thì chim mạnh mà cứ vịn vào cái lỗ quẹt mỏ mà bắt mà đồ bỏ đi thì cũng không, em thấy không hay, đúng không ạ? Bỏ nhưng không phải làm được, đúng không? Cái bỏ đây á, là không cần nhiều. Cái bỏ đây là khi ông nhìn ra con chim nó quẹt cầu quẹt mỏ nhưng nó đâu tốt mà ông vẫn cho đi, đó là bản thân ông tự bỏ rồi, đúng không ạ? Đó là bản thân trọng tài tự bỏ rồi, không cần phải đăng bài, chả cần phải đưa tiêu chí, đúng không ạ? Cần phải tiêu chí gì? Cảm ơn bác Dũng Nguyễn nha. Khi ông trọng tài ông nhìn thấy vấn đề con chim nó quẹt cầu quẹt mỏ mà nó đâu tốt mà ông vẫn cho đi, đó là bản thân ông giám khảo nó tự bỏ và trình độ chuyên môn cao, đúng không ạ? Kiệt Nguyễn, bổ thay lông xong ăn thảo dược với Hiển à, trộn tỷ lệ thì nào ạ? Hiển như thế nào, Hiển nào đấy bác Kiệt Nguyễn ơi, bác dùng Hiển nào đấy ạ? À, beta Thị Nguyễn, những con chim phân nát thì em thông thường em dùng những cái cách dân gian, đó là cái đọt ổi và đọt cộng sản, thì em lấy khoảng 7-8 đọt, thấy chưa? Giã ra xong rồi cho vào hột muối sống vào và pha nước cho chim uống, pha một cống nước cho chim uống nhá. À, hoặc là có thể dùng cái quả mùng tơi chín, à, giã ra lấy nước cốt tự nhiên cho chim uống nhá. Chà màu bạch non lên, à, thay lông dùng cám nào ok nhất? Dạ, bạch non thì các bác nên dùng những dòng cám ít có sắc tố lông nhá. Ít có sắc tố lông. Đấy. Chứ còn bắt đuôi tố lông thì nó sẽ có màu lem lem. Nhưng mà hầu như bây giờ tất cả các dòng cám bây giờ nó đều có cả. Nhưng mà bác nên dùng cái dòng Nam Ở Nắng hay là Thiên Điều Ca hoặc là Quang Nguyễn Dưỡng hoặc là Nam Phở Dưỡng đều được. Bác Hưng xe Hưng của em nhá. Hiển sao hạt tỏi dược? Dạ, hạt tỏi dược thì hiển sao thì bác trộn 50% thôi. Tức là một có hiển sao, bác trộn với nửa có tỏi dược là được. Bác Kỳ Nguyễn nhá. Anh Hiếu, thà như chim sù đuôi quẹt cầu thì ok, mà ăn uống xong đấu mà bắt thì nhiều anh em không phục khẩu phục lắm. Đúng rồi, tức là em đã vừa nói xong đấy, tức là con chim quẹt cầu quẹt mỏ xong nó đấu tốt mà ông vẫn cho đi, tức là tự giám khảo đấy tự bỏ đi, đúng không ạ? Các bác phải nhìn nhận là con chim quẹt cầu quẹt mỏ là ở thế nào, nó yếu rồi ăn uống rồi quẹt cầu quẹt mỏ rồi lơ đấu thì các ông bắt, đúng không ạ? Còn nhiều con chim đang đấu ngon nó ăn cái nó quẹt cái ông bắt ngay thì nó là bậy rồi, đúng không? Hôm nay đấu giá gì cho vui à? Đây thích nào để em bắt cái lồng chú tập ra cho bắt đấu, em bốc cái lồng xây lồng buôn này cho ngay. Kỹ đi cà phê cho lành. Ok bác về tình hình nhá. Đây em bắt cái lồng trong này đấy. Toàn Huỳnh Trọng, ăn thảo dược 2 tuần chim đấu tốt xui rớt bố loại con 14 tiếng. Ủa rồi cái đấy rớt bố thì đen rồi. Thôi chiều rồi bác lo gì, lần sau mình làm lại. Chim tốt rồi lần sau mình làm lại. Đây, cái lồng này em đang định đóng thùng xốp đây. Nay lên quả này cho anh em chơi, giống như cái lồng mà Vũ Tạ Cao ấy. Kính thưa tất cả anh em, đây, nhìn từng chi tiết một nhá. Kệ bác Thổ Đông Nguyễn ạ, à, anh em mình chơi cho vui mà. Đây, các bác nhìn từng chi tiết này. Anh giờ em sẽ đưa qua từ từ cho bác xem chi tiết một cái lồng trong bộ sưu tập của em nhé. Đây là cha cầy Huế. Các bác thấy chưa? Đây, tông xẹt tông nhá.
ok chưa? Đây, ok chưa? Em đố các bác tìm ra cây lồng này mà có một cây chốt. Thấy chưa? Em đố bác có tìm ra một cái miếng chốt của cây lồng này. Đây, trụ đây. Các bác tìm ra cho em cái chốt kia cái nào. Được chưa? Hiện tại bây giờ rất nhiều thợ đang học làm ở cái form dáng này và các chỉ lồng này, nhưng hiện tại chưa thành công. Đó, em đố bác nào tìm ra một cái chốt. Đây, các bác tìm chốt cho em cái. Thấy chưa? Em đố bác nào tìm ra cho em cái chốt. Sai mấy? Dạ, em hoàn toàn lồng vuông size 36 bác ạ. Thấy chưa? À, thấy chưa? Bốn cầu góc uốn liền nguyên khối nhá. Đây, thấy chưa? Cây móc cũng phun tia luôn nhá. À, thấy chưa? Em đố ông nào tìm ra cho em một cái chốt miếng chốt, kể cả dưới đáy này, có thấy đáy này? Dạ, yeah. Có chốt ngầm ơi, vâng, đẳng cấp của người thợ làm ở chỗ đấy, đúng không ạ? Nó giấu hết, không lộ ra ngoài. Dạ, cái này 36 bác ạ. À, như thế này khó hạ lắm bác anh An Tuấn ơi, mới còn đấy là khó hạ. Quốc Vĩ Hồ quá đỉnh. Vâng, đây, thấy chưa? Đây là cái lồng này cho bộ tượng của em. Thấy chưa? Người vẫn còn mùi tre thơm. Tấn Phúc Nguyễn, hai năm nay em tham gia rất nhiều đấu trường, chưa trượt phát nào. Cũng nhờ anh chia sẻ, hy vọng mùa sau nâng tầm chim lên đá xe nhiều hơn. Mặc dù em không có kinh tế bằng người ta, em sẽ cố gắng. Ok bác Tấn Phúc Nguyễn nha. Thử Quân Xuân có chỗ đây nhờ. Nam quan đúng không? Vâng, đây, đấu giá. Và bắt đầu từ 0 đồng nhá. Và những cây đồng này em đấu giá rất nhanh, 3 phút thôi. Anh em nào mà thắng đấu giá thì vui mừng, ai mà không được thì hoan hỉ nhá. Chờ hôm sau, thấy chưa? Để em làm ít bữa có tiền em lại đem ra đấu giá cho nhá. Lồng này đặt 0.38. Ui giời ơi, 4 tháng rưỡi bác ạ. Bác Lâm nhá, cây này em làm 4 tháng rưỡi. Thấy chưa? 4 tháng rưỡi cái lồng này. Đấy, thấy chưa? Giang Nguyễn Văn theo cái bọc này không? Cái lồng này cao tiền quá rồi. Ok bác nha, đấu giá 3 phút thôi nha. Bây giờ phút thứ 69 và kết thúc phút thứ 72 nha. 72, các bác chờ em tí nha. 10 người chứ 1 nào. Đủ 10 người em đấu giá, nha. Đủ 10 người. Đấy. Có áo không thầy? Có chứ. Đây, có áo lồng nha. Đẹp đấy anh em. À, giờ vừa nói xong bác Vũ Tạ Cao lên đây này. Đấy, bác Vũ Tạ Cao đang cầm một cái linh hồn của em rồi đấy nha. Giá nhiều không? Em đấu giá bắt đầu từ 0 đồng. À, ai may mắn thì được, mà ai không được thì hoan hỉ. Đấy à. Lâm 1, Định Trần 2, Văn Ngô 3, Bảo Anh 4, Anh Tuấn Nguyễn 5, Anh Hiếu 6, Giang Văn 7, Bảo Anh 8, Thực Đỗ Quang 9, Đạ Tony 10, Kiên Lê 11. Ui giời, hơi nhiều. Tặng thêm gì không bác? Dạ không. Cái này quá cao tiền rồi, cho nên là anh em thắng đấu giá cái lồng này thì chắc chắn 100 là em mất tiền cái lồng này rồi đấy. Cho nên em không tặng gì nhá. Được chưa? 3 phút rồi nha. Đấy, bây giờ phút thứ 70 rồi đấy. Kết thúc phút thứ 73 nha. Được chưa? 73, đấu giá 3 phút thôi. 3 2 1 bắt đầu nha. Kết thúc phút thứ 73 nha. Vâng, có lồng bác ạ. Không cống thế nha.
Bác Dương Văn Trung 5 triệu này. Bác Dương Văn Trung dẫn đầu 5 triệu nhá. Bác Phan Phạm 8 triệu này. Bác Phan Phạm 8 triệu nhá. Dạ đang đấu giá cái lồng bắn súng nằm trong bộ sưu tập của em ạ. Bác Vũ Hà 9 triệu ạ. Bác Thực Đỗ Quang 9 triệu sau nhá. Vẫn đang thuộc về bác Vũ Hà dẫn đầu nhá. Bác Thực Đỗ Quang 9 triệu sau. Bác Vương Nguyễn 9 triệu rưỡi ạ. Bác Kiên Lê 10 triệu nhá. Những cây lồng như vậy đúng ra nhốt chim đi thi cho đã, bác phải tặng cây mã đồng bạch. Được rồi, ok. Bác nào đi thi, bác nào mà nhốt chim đi thi em tặng cho cây mã đồng bạch. Được chưa? Bác Phan Phạm 10 triệu 300. Lê Bảo 11 triệu. Công Thúy toàn đại gia thế này không sao được rồi. Bác Định Trần 11 triệu 900 nhá. Còn 30 giây nhá. Được chưa? Em cứ đọc đúng theo số đồng hồ trên máy em nhá. Còn một số anh em mà mạng có chậm hay nó lag thì anh em thông cảm giúp em nhá, hay là bị lộn ẩn. Bác Định Trần đang dẫn đầu 11 triệu 900 nhá. Ok bác Hiệp Lưu nhá. Để em góp tiền nhờ bác Lập tuyển một con về gột nhà mấy con mà không có nào chơi được. Ok bác. Bác Định Trần đã nhấn đầu 11 triệu 900 nhá. Còn 15 giây. Bảo Nhi lòng này đưa về để ngắm chứ nuôi chim chứ lắm ạ. Ui kệ nó chứ. Thấy chưa? Bác Định Trần đã nhấn đầu 11 triệu 900 nhá. Chấm Bình Nguyễn 5 4 3 2 1 hết giờ nhá. Đấy chưa? Bác Định Trần alo cho em nhá. Được chưa? Bác Hoàng Trinh 12 triệu sau nhá. Bác Hoàng Trinh 12 triệu sau cho nên em không chốt cho bác Hoàng Trinh được nhá. Bác Định Trần là bác chốt nhá. Vì Dinh Hoàng, chim báo lông bao lâu là vào giai đoạn khi mà báo lông ấy thì khoảng từng trên dưới một tháng là con chim bắt đầu chuẩn bị xóa lông. Thì khi nào bác mở chuồng ra buổi sáng mà bác thấy nó rụng lông liên tục, tức là nó có lông cánh một ít lông mình, tức là nó rụng 2-3 ngày liên tiếp thì bác mới chuồng lông nha. Anh Trung Phạm ơi, 12 triệu hàng 100 sau là bác Trung Phạm nha. Tân Phúc Nguyễn, khi nào có dịp anh vào Bình Dương mời em đi cà, mời anh đi cà phê. Ui, Bình Dương là đất quê hương nhà em nhiều lắm. À, từ Lái Thiêu lên Dĩ An và lên thị trấn Tân Phước Khánh, lên Thuận Giao, đấy, lên thành phố Thủ Dầu Một, bà con em nhiều lắm. Thật, bà con em nhiều lắm. Dọc quốc lộ 13 là hầu như là kín hết. À, đến chỗ ngã từ Đất Thánh là nhiều lắm, bà con em nhiều lắm. Thấy chưa? Cho nên em vào Bình Dương là em không lạc được. Dạ ok bác Định Trần nhá. Dạ bên cát thì ý là bên cát nhà em không có trên đấy, có lên Phú Giáo thì có. Mãi Phú Giáo thì cũng có. Hôm nay hết đại để đấu. Dạ ok bác Hồ cho hôm sau. Tô Đường, Nông Cống ở Thuận Giao toàn kinh doanh. Vâng, hèn như là toàn kinh doanh bên vật liệu xây dựng thì phải, đúng không? Bên bồn nước rồi các thứ, gạch men. Vũ
Cũ Hà, bác cho hỏi chim em test thử 30 phút không gãi lỗi gì, liệu có thì được không ạ? Dạ được, nhưng mà chưa đi thi liền. Tại vì mới 30 phút thì thời gian nó quá ngắn, bác nhá. Bác Vũ Hà nha, chưa thì đâu, còn ngắn quá. Chim song lông đánh giá như thế nào là đạt ạ? Khi song lông mà nó ôm lông sát người, thứ hai là các màu lông rõ ràng là ok nha. Em cũng có cái tính thích ngắm lồng chim đẹp. Vâng, lồng chim nó rất là thú, nó rất là mê. Và cái lồng này nó cực kỳ khó so với những người mà kinh nghiệm còn yếu. Đấy, tre nó có nhiều dòng tre. Phan Phạm, hôm nào thầy về Bình Dương báo nha, nhà em Bình Dương gần lắm. Ok bác Phan Phạm nha. Phan Phạm, hôm nay chào bóng anh. Dạ có chứ. Thầy xem ý với lại Thụy Sĩ chưa? Mạnh Nguyễn Huy, con của em dụng 10 lông cánh, lông đuôi mà tụi ít lông mình, đã chủ động được chưa? Dạ có thể chủ động được rồi. Bác người Nguyễn Huy nhé, có thể chủ động được rồi. Dương Thanh đồ ăn, à, anh bảo chọn chim ba tiêu chí thì trong chân cánh đầu màu thì thiếu tiêu chí nào vậy anh? Dạ thông thường đó là về ở cánh, thấy chưa? Tức là cái lực ấy, cái cánh là cái đòn đánh vào cái lực, tại vì khi con mồi nó nhảy thì nó không để cánh tự nhiên được. Đấy, bác Trương Nhật Thanh nhá, đó là ở cái cánh thôi, được chưa? Tại vì khi con chim nó nhảy bổi mà nó tung thì nó không để cái tự nhiên được, rất khoát, thấy chưa? Nó tìm được nó chạy mà, đấy thì không thể nhìn được, cho nên là nó còn mù mờ một tí nhá. Hùng Thiệu Hóa rồi, ôi chào anh em Thiệu Hóa nhá. Thiệu Hóa là vùng đất là nhiều anh em hiếu học lắm đấy. Em thời xưa là em thi âm vang giữa thanh là gặp mà mấy đại ca ở Thanh Hóa, ở Thiệu Hóa là toàn đối đầu mà gay cấn kịch liệt đấy. Ôi giời, thế là quá đen rồi bác Thắng Nguyễn ơi. Nó đã cắn đuôi mà mèo vồ cụt nữa thì đúng là đời quá đen. Thôi chiều một đứa bác chứ biết sao giờ bác Thắng Nguyễn ơi. Dạ thôi em đi sắp xuống live các bác nha. Trễ rồi, 10 rưỡi rồi, giúp cho hôm nay nghỉ ngơi tí sẽ đá bóng. Chúc các bác buổi tối vui vẻ, và có gì hẹn tối ngày mai thì em sẽ liên lạc gặp các bác nói chuyện cho vui nha. Chim ra lồng nuôi lửa có nên chùm kín lồng hơn ạ? Không nên, bác Tâm Trần Ngọc nha, không nên. Được chưa? Chào tất cả anh em nha, hẹn các bác em vào tối ngày mai nha. Tiếc quá không trúng cái lồng, mai đem ra cây nữa cho em đấu giá với nhá. Ok ok bác, ok nhá. Chào tất cả anh em nhá.